Trong phòng nghiên cứu tại Viện Khoa học Weizmann, Israel, giáo sư Jacob Hanna đang tiến hành kiểm tra phôi trong thùng chứa. Đầu tuần này, nhóm nghiên cứu của ông đã ghi nhận các tế bào gốc của chuột tự phát triển thành cấu trúc giống như phôi thai trong phòng thí nghiệm. Thí nghiệm bắt đầu bằng cách thu thập các tế bào từ da của chuột, sau đó làm cho chúng trở lại trạng thái của tế bào gốc. Các tế bào gốc sau đó được đặt trong một lồng ấp đặc biệt, liên tục di chuyển để bắt chước tử cung. Sau 8 ngày, tức là khoảng 1/3 thời kỳ mang thai của chuột, phôi đã có dấu hiệu ban đầu về tế bào não và tim hoạt động. Chúng được mô tả là giống đến 95% với phôi của chuột bình thường. Chúng tôi tạo tế bào gốc trong đĩa, nuôi cấy chúng trong điều kiện đặc biệt và đặt chúng vào thiết bị trong khoảng 20 ngày. Chúng sẽ tạo ra một cấu trúc có tổ chức mà chúng ta gọi là phôi tổng hợp. Phôi tổng hợp này có các tế bào tiền thân, bao gồm tế bào sinh sản gan hoặc tế bào sinh sản máu. Ý tưởng tương lai là chúng tôi có thể lấy tế bào này và cấy ghép lại cho bệnh nhân cần ghép tạng. Theo hãng tin AFP, mặc dù những tế bào này là cấu trúc giống như phôi thai tổng hợp hoàn thiện nhất từng được phát triển, song một số nhà khoa học không tham gia vào nghiên cứu đã cảnh báo không nên gọi chúng là phôi cho đến khi chúng thực sự tạo ra một cá thể sống sót có khả năng sinh sản. Tuy vậy, nhóm nghiên cứu cho biết mục đích của họ là xa hơn, đó là thông qua nghiên cứu này để phát triển một bộ phận cơ thể người từ tế bào gốc. Vấn đề lớn đối với việc cấy ghép là bạn cần phải tìm một người hiến tạng phù hợp, nhưng cơ thể người được ghép tạng sẽ luôn có xu hướng đào thải và họ phải dùng thuốc để ngăn chặn điều này. Nếu nghiên cứu của chúng tôi thành công thì không cần tìm người hiến tạng và không có sự đào thải tạng ghép nữa. Dù còn nhiều tranh cãi về tính khả thi cũng như việc xem xét kỹ thuật này có phù hợp tiêu chuẩn đạo đức hay không thì cũng còn cần rất nhiều thời gian mới có thể thực hiện được thử nghiệm lâm sàng trên người.